Dạ vâng, em cuối cùng rất vui được gặp lại tất cả các bác trong video ngày hôm nay. Thì tiếp tục thì cuối cùng lại đi vào giới thiệu chi tiết cho tất cả các bác là con đói Classic Pro mã là CMB 350 dòng mixing bowl âm ly. Đó. Thì ở đây là cái con Classic Pro em muốn giới thiệu cho tất cả các bác, thì nó về tình trạng nó thì gọi là đẹp long lanh luôn như này quá nha. Sở hữu là một mặt màu vàng gold phay xước đặc trưng của dòng Classic Pro. Đấy. Và con này thì nó có rất là nhiều chức năng cho các bác để các bác chơi. Thì nó gồm chấn bát chép giống như là một chiếc âm ly thông thường, và có đường tín hiệu vào AUX1, AUX2, mic 1 và mic 2, để các có mic volume của mic luôn, và volume của mic và volume tổng này, đây là volume tổng của cái con mixing này, nút nguồn giữa và đèn tín hiệu EQ 2 bên tầng nha, mặt phay gold, phay xước gold cực kỳ là đẹp nha bác nha, bác nhìn quá đẹp luôn nha, nắp lưng này là nắp tổng quan nắp lưng của sản phẩm. Cực kỳ đẹp luôn. À, bên hông nhiều quá nha. Đây là đằng sau của sản phẩm này. Đấy, mới tinh nha bác. Con này thì đường AUX1 thì nó có đường vào là Canon, còn đường AUX2 là đường vào 6 ly. Đường có đường out ra. Đường out ra là cổng rất bông sen luôn nha bác nha, rất bông sen. Đó. Đường output này là rất bông sen, và đường output ra loa là cái chồng loa bắc vít thao dụng, có rất nhiều là cái trở kháng từ nhỏ lớn khác nhau, là 48V, 48 ohm, 50V, 70V, 100V. Đó. Thì cái này thì em sẽ hướng dẫn cho các bác với cái video là test sản phẩm nha. Con này sử dụng là điện 100V hàng Nhật nha bác nha, thương hiệu của Mỹ Classic Pro, sản xuất và tiêu thụ tại Nhật luôn, hàng rất là đẹp nha bác. Đây nắp lưng nó này, bác nhìn này, nắp lưng nó sơn rin hết nha. Đấy. Vâng, và thông số kỹ thuật của con này á là nó sẽ có thông số là công suất đầu ra, nó ra lo là 350W nha bác nha, 350W trên một bên, và công suất tiêu thụ điện là 500W. Và nó có kích thước là chiều rộng là 48,2cm, và chiều cao là 88cm, và chiều sâu là 41cm, nặng là 26kg nha bác nha. Con này nặng 26kg. Đó. Đầu ra của nó thì nó có trở kháng cao á, là 50V, 70V và 100V, còn trở kháng thấp cho cả bác là 4-8 ohm. Rồi em đi vào giới thiệu cho tất cả bác phía nội thất phía bên trong. Đây là cái nội thất phía bên trong của sản phẩm nha bác nha. Con này thì là dòng đói xúc âm biến thế đa pha nha bác, xúc âm biến thế đa pha. Ở đây thì tất cả bác sẽ thấy cái tăng phô này là cái tăng phô chính, tăng phô cấp nguồn. Đấy, còn cái tăng phô này là tăng phô xúc âm, nó bé hơn cái tăng phô chính. Tăng phô đây là tăng phô xúc âm, tăng phô đây là tăng phô nguồn. Đấy, đây là nó sẽ có hai tăng phô. Đây các bác nhìn này, dây tăng phô nguồn này nó sẽ vào phần lọc EQ trong này. Đấy. Và cũng như là đi vào cái phần nó sẽ đi vào trực tiếp vào cái phần công suất phía trong này. Đấy. Con này thì chạy tổng cộng là 2, 4, 5, 10 trên 5 dưới 5 là 10 con.
Đấy, tổng cộng là 10 con sò Toshiba nha bác, sò thắng Toshiba. Công suất nó ra là 300W. Chủ yếu là chất âm nó cực kỳ là hay nha bác nha. Chất âm cực kỳ là hay. Đây là sử dụng biến thế đảo pha để xúc âm nên là chất âm nó cực kỳ là sạch sẽ và chi tiết. Các bác nhìn này, tất cả còn mới tinh luôn nha. Có một quạt gió ở đây để làm mát cái phần công suất bên trong. Đấy, hàng thì mới tinh. Và bên em thì hiện tại là đang có 3 con như thế này. 3 con như thế này thì có 2 con là đẹp, có thể gọi là đẹp trên 90% xuất sắc. Đó là cái mạch nha bác nha, mạch nó không trời đó. Còn có một con thì nó bị trời hai cái quai phía dưới này, thì con nó sẽ bán giá tốt cho tất cả bác, giá là 5 triệu. Còn hai con mà đẹp thì giá là 5,7 triệu. Tất cả bên em đã bao ship thì và tặng kèm theo cho rác, thì tất cả bác nào có nhu cầu thì alo em. Đó, hàng thì những dòng mà xúc âm biến thế đa pha thì rất là hay và rất là hiếm nhiều bác nha, nên là các bác có nhu cầu thì alo em. Hàng thì bao em bao chuyên nghiêm bán cho tất cả bác, từ keo trí này. Đấy, các bác nhìn keo này. Đó, nó còn nguyên hết đây, keo trí nó còn nguyên hết, nhà sản xuất họ đánh keo này, đó còn nguyên xây hết nhỏ nha, keo ốc luôn này. Đây tất cả các keo ốc thì nó còn nguyên hết các bác, nguyên hết nha. Đó, bên em là bao riêng nghiêm bán cho tất cả bác này, còn nguyên xây nha. Đấy. Rồi giá là con này là 5,7 triệu nha bác nha, 5,7 triệu bên em đã bao ship. Thì với con này thì em bao cho cả bác đánh hai cặp robot. Đấy, hai cặp robot là vô tư rồi. Đấy, một cặp bass 30 thì các bác vừa đánh rồi ghép qua hát karaoke. Đấy, con này thì karaoke các bác nào dùng hội trường á thì dễ sử dụng một con này cũng được. Sử dụng con này thì bên Nhật họ sử dụng làm hội trường nha bác nha, hội trường. Có chuông này, có này nắng vào chuông, nắng chuông này. Gắn mic vào để thông báo. Đó. Gắn mic để thông báo. Nói chung là con này là một bộ khuếch đại âm thanh, khuếch đại công suất ra để cho tất cả bác vừa kết hợp nghe nhạc vừa hội trường. Nó tổng hợp trong một cái con đó như thế này. Rồi, đó là chi tiết cho chiếc đấy. Classic Pro CV350 nha bác nha. Đấy. Mỗi chi tiết mua hàng thì tất cả bác liên hệ của Hồng qua số thổi cho màn hình nè. Giá con này là 5,7 triệu nha, 5,7 triệu. Giá cực kỳ là rẻ cho bác sử dụng một chiếc đáy tầm tiêu. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả bác những video sau nha.